Để đi được một cái line nét ấy, thì em sẽ đi mỗi một đoạn đường kim của em nó chỉ dài khoảng 1 mm thôi. Và mình sẽ đi theo kiểu như này này. Kiểu như này này. Miết, xong nhả lên, xong lại miết, xong lại nhả lên, xong lại miết. Thấy chưa? Thấy chưa? Thì mình đi cực kỳ chậm và bật máy to lên một chút đúng không? Đi đường line là mình phải đi thật chậm và bật máy to nhớ không? Mình đây là mình đã làm rồi đấy. Cho nên là đang có một cái nền nó sáng sáng ở dưới. Mà nó đuôi rất là tù. Bật máy to đi rất là chậm và khi mà mình vuốt là mình vuốt là cái lực tay nước mình vuốt ra là rất là nhẹ. Rất là nhẹ thôi, nói chung là làm mí là toàn bộ cái quá trình làm mí là đều phải rất là nhẹ tay. Khi mà mình bắt đầu là làm đường line thì mình sẽ phải đi rất là chậm và đoạn đi của mình nó chỉ dài khoảng 1 mm. Đi rất chậm và có độ miết này. Miết xong rồi lên này, miết xong rồi lên, mỗi đoạn chỉ miết khoảng 1 mm thôi, đúng không? Đúng. Thì mình sẽ định hình cái phần đuôi. Sau khi mà mình định hình xong thì mình sẽ lau đi. Và lúc mà em nối cái phần viền bên trên này này với cái phần viền dưới này thì mình không còn nối kịch vào đây đúng không? Cái đuôi nó sẽ bị tù. Cái đuôi cũ của khách đã rất là tù rồi. Cho nên là mình sẽ phải vuốt như thế thì nó sẽ tạo được cái độ nhọn nhé. Và nên khi em lau đi em nhìn này. Nét nét như Sony luôn. Được chưa? Mình sẽ đánh dấu được cái phần đuôi. Đánh dấu chưa? Sau khi mà mình đánh dấu phần đuôi bắt đầu mình sẽ đi vào bên trong rồi. Đó, mình sẽ đi vào bên trong thì máy của em có thể sẽ lại nhỏ lại một chút xíu nhé. Mình nhỏ lại một chút xíu, đừng để máy to quá. Và lúc này cái đoạn đường đi của mình nó sẽ lực tay của mình cũng sẽ nhẹ thôi. Và mình sẽ đi cái đoạn đường đi của mình nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 đến 4 mm. Không đi quá dài. Mình sẽ tô được cái đuôi tô trước nha. Tô rất là nhẹ mà. Tô rất sắc đi. Cố gắng là trong quá trình tô nhìn thấy được đường kim để em tải nó sắc lên. Kỹ thuật mình đi nó sẽ giống như là mình đi môi ấy. Là nó có độ miết. Thì sau khi em đi một chút cái phần đuôi này thì em sẽ lau nhẹ đi để mình kiểm tra. Mình thấy nó vào không? Nó vào luôn cái phần đuôi này. Đó, mình sẽ đi lại để cho nó đậm lên. Mình đi như vậy để mình kiểm tra cái lực thôi. Khi mà lực tốt thì mình có thể mình sẽ tiếp tục mình đi luôn. Trong quá trình đi mí thì điều lưu ý quan trọng nhất là gì em? Những lưu ý nào quan trọng em cứ nói lại chị xem nào. Làm mí lưu ý gì? Lưu ý gì? Mí trên phải trùng mí dưới. Hả? Làm là gì? Phải trùng lên mí dưới ạ. Cái gì trùng lên mí dưới? Làm mí tên. Đúng rồi, khi mà mình căng ra là mình sẽ phải đẩy này. Em phải đè này. Đấy, mắt bạn này thì rất là dễ rồi, bạn đi nhắm tự trùng lên luôn thì rất là dễ. Còn những người người ta mắt người ta nhắm không có đủ độ kín ấy, thì mình sẽ ấn cái mí này rồi mình đẩy này. Đây, ngón tay này mình đè xuống vào cái tay này mình đẩy thì nó sẽ tự chui vào. Và luôn luôn trong suốt quá trình làm là mình luôn luôn là mí trên là phải chùm ra, đè làm sao để mí trên chùm kín cái mí dưới để tránh tình trạng xảy ra tai nạn. Tai nạn nó sẽ xảy ra khi thứ nhất là mình lau vào trong mắt của khách thì khách hàng sẽ bị xước giác mạc, xô giác mạc, và thứ hai nữa là mình va phải kính lệ thì khách hàng sẽ không mở được mắt và chảy nước mắt rất là nhiều, nên là mình sẽ phải tăng như vậy nhé. Đấy là chú ý thứ nhất. Chú ý thứ hai là gì? Chú ý thứ hai đặc biệt quan trọng đối với mí là gì nhé? Yeah. Mà kỹ thuật là gì? Là đi nhẹ tay tránh chảy máu. Tuyệt đối không được chảy máu, chưa? Yeah. Đi nhẹ tay và tuyệt đối không được chảy máu. Cái máy khi mà mình phun mí thì tốc độ máy so với phun môi là phun mày thì như thế nào? Cả tốc độ máy thì mình đúng rồi, tốc độ máy sẽ mạnh hơn phun mày và phun môi, nhưng cái lực tay sẽ phải như nào? Nhẹ. Đúng rồi, lực tay nhẹ hơn và mình muốn nó bám sâu màu thì cái tay của mình phải đi đoạn đường dài hay ngắn? Dài ngắn hết. Ngắn là bao nhiêu mm? Dạ, khoảng 30 mm. Chính xác. Thuộc bài chưa? Dạ, thuộc bài thì làm cho đúng nhá. Rồi lực tay ở sát chân mi và lực tay ở trên viền mi thì có gì khác nhau? Lực tay ở viên sát ở dưới chân đây, ví dụ ở dưới này thì lực tay như thế này. Dạ, nhẹ. Dịch lên trên thì lực tay như nào? Mềm hơn xíu. Đúng rồi, lực tay sẽ tăng độ miết lên. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Vì sao? Vì sao bên trên lại mạnh tay được mà bên dưới lại không mạnh tay được? Dạ, bên dưới nó da nó mỏng. Đúng rồi, da rất là mỏng đúng không? Còn bên trên thì nó sẽ bám mực tốt và da nó dày hơn thì mình cần tác động một lực mạnh hơn một chút. Khi mà đi đến đầu mắt thì tay phải như nào? Nhẹ hay mạnh? Dạ nhẹ. Đúng rồi, nhẹ mắt và mình sẽ phun tới đâu? Đầu lông mi mắt. Đầu lông mi mắt là ở đâu? Ờ.
sờ lông mi đầu tiên ạ. Đúng rồi, mình sẽ thêm sờ kiểm tra mày cũng chính xác, mày phải thuộc chứ. Bây giờ mình không thuộc bài làm sao mình làm được? Cô hỏi bạn trả lời bao nhiêu người thuộc thôi ạ? Em phải thuộc nằm lòng hết tất cả những cái yếu tố đấy thì khi em làm nó mới không xảy ra các cái tình trạng tai nạn cho khách hàng được, được chưa? Như vậy là mình vừa mới đi xong một lượt, bây giờ mình sẽ lau đi. Thì cách lau là gì? Cái cách giữ tay. Giữ tay là mình sẽ vẫn giữ như là lúc mà mình phun. Và khi mà mình lau thì lực tay lau nhẹ hay mạnh? Nhẹ. Nhẹ và dứt khoát, tuyệt đối không được để bông chui vào trong mắt của khách, đúng không? Dạ vâng ạ. Sau khi mình đi được một lượt xong thì cái da của mình nó đã mở hơn rồi. Thì lượt thứ hai mình sẽ đi kỹ hơn và tiếp hơn. Rồi cái phần đuôi này, đó, mình đã thấy có một lớp màu rồi đúng không? Nhìn thấy không? Dạ vâng. Bây giờ mình sẽ đi kỹ hơn nhé. Cái lượt đầu tiên các bạn đừng có đi mạnh quá, bởi vì khi mà lượt đầu tiên mình đi mạnh quá nó sẽ rất dễ chủng màu. Với thứ nữa là nó khi mà đi mạnh quá thì nó sẽ dễ rách da ấy. Nên là đối với mí là không nên tham mà làm phát là vào ngay nhé. Bởi vì khi mà mí đã rách da rồi thì nó chắc chắn nó sẽ bị chỗ xanh. Rách da rồi cố gắng đưa mực đen vào thì nó sẽ bị chỗ xanh, đấy là điều đương nhiên. Cho nên đối với mí lưu ý là gì? Đi gì? Đi nhẹ tay vào mực gì? Từ từ. Đúng rồi, đi nhẹ tay vào mực từ từ. Từ từ không có nghĩa là đi 10 lần không ăn mực đâu nhé. Đi đen nhánh luôn đúng không? Mình nhìn thấy mực xuống dưới da rất là sâu như này. Và không được đi để khiến cho nó hiện lên các cái cục màu nhé. Nó sẽ bị chổ màu đấy. Mình đi cái lớp tay mình phải đều tay. Sau đó mình sẽ lau lại cái đuôi này. Đó. Rồi cái đuôi rất là đậm rồi, bắt đầu mình định tiến kỹ vào bên trong. Đó, mí bên này sắp xong rồi đấy. Lực tay phải rất là nhẹ nhá, nhưng mà phải có độ miết giống y như phun môi ấy, nhưng mà cái lực tay của em sẽ nhẹ nhàng hơn. Phần viền trên thì mình sẽ đi hơi bạo tay một chút, tại vì da nó dày, nếu mà em đi nhẹ quá nó sẽ không ăn, được chưa? Còn cái phần chân mi thì mình lại phải đi nhẹ hơn, tại vì là phần đó là phần rất là sát với phần da niêm mạc, cho nên là nó rất là mỏng. Đó, và không được để chảy máu. Đến cái phần đầu này thì mình sẽ vuốt, vuốt cho nó về nhé. Với cái mí của bạn này, bạn ấy bị bạn ấy làm cách đây lâu rồi nên là nó hơi bị chủ màu rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn mà làm để mà che được hết cái phần chủ của bạn ấy thì cái line nó sẽ rất là to ấy. Nên là mình sẽ chỉ làm ở mức độ vừa phải thôi. Còn cái phần nó dư ra thì đành phải một chút xíu thì đành để nó vậy, chứ nếu mà mình làm cố để che thì cái đường line nó sẽ rất là to ấy, nên là mình sẽ làm vừa phải thôi. Thì nhưng mà khi mà mình làm rõ cái đường line mới lên thì người ta sẽ tập trung cái nhìn vào cái đường line mới và người ta sẽ không để ý đến cái nó hơi bị trổ ra của cái nền cũ nữa. Phần này mình sẽ vuốt nhẹ vào đầu mắt này, và vuốt là không vuốt kịch vào trong khóe mắt mà mình sẽ chỉ vuốt đến đâu đến sợi lông mi đầu tiên. Cuối cùng là phần đuôi chỗ này. Rồi mình điền lại này. Điền lại cái phần đuôi. Rồi bây giờ cái mí bên này là con đi xong rồi, rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ lau đi nhá. Mọi người nếu mà muốn theo dõi thêm các cái video mà Nga hướng dẫn chi tiết hơn về các kỹ thuật thì mọi người có thể là vào Facebook của Nga, ấn theo dõi và bật chế độ xem trước nhé. Hoặc là trong các bạn làm trong quá trình làm nghề mà có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể inbox cho Nga nhé. Nga hứa là sẽ trả lời cho tất cả các bạn về tất cả các vấn đề luôn. Khi mà có thời gian là mình sẽ trả lời, mình chưa bao giờ lơ bất kỳ một ai hết. Tại vì bản thân mình cũng đã từng là người làm nghề rồi ấy, cho nên là mình biết là có rất là nhiều bạn mới, các bạn băn khoăn và lo lắng rất nhiều vấn đề nhưng không biết hỏi ai ấy. Thì các bạn có thể inbox cho Nga sẵn sàng là sẽ giúp các bạn để các bạn làm người mà tốt hơn nhá. Để chúng ta có thể làm ra nhiều tác phẩm đẹp hơn, bởi vì mình thấy nhiều bạn ấy không biết hỏi ai nên là hay làm bừa, mà làm bừa thì mình thấy khổ thân nhất đấy chính là khách hàng. Mình làm ra những cái thảm họa phun xăm hoặc gây ra những cái tai nạn phun xăm thì rất là khổ thân, người khổ nhất là khách hàng. Nên là mình rất là xót xa, bởi vì khuôn mặt của mỗi người chỉ có một thôi. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái line mí rất là đẹp như này nhá. Đó. Và hoàn toàn không hề sưng, làm rất là nhanh luôn. Cái phần hơi xanh xanh này là do cái nền cũ của bạn đấy, nó hơi, cái lần trước nó hơi bị xanh nhạt một tí đấy. Và rất là đậm luôn, hoàn toàn là mình đã lau rất là sạch và mực chui hết xuống dưới cái mí rồi này.
Đây là mí là mình làm là hoàn là không có phải dặm nhá. Cái mí này không hề sưng và không phải dặm luôn. Đấy, quan trọng nhất là căn lực thôi, nên là mí rất dễ kiếm tiền mọi người ạ. Có nhiều người rất là sợ không dám làm mí đâu. Nhưng mà làm mí thật ra rất dễ kiếm tiền nhá. Bởi vì làm rất là nhanh, mọi người thấy mình Nga làm rất là nhanh vì đây là Nga còn vừa làm vừa nói cho viên cho nên là bị chậm lại đó. Còn bình thường làm cho khách thì rất là nhanh luôn. Mà rất là dễ kiếm tiền vì diện tích nó rất là nhỏ nên là mình làm rất là ok. Chứ còn nhiều khi nhiều bạn là bỏ lại cái dịch vụ phun mí này, không có dám làm bởi vì sợ ấy. Nhưng mà khách hàng người ta nhu cầu rất là đa dạng, không thể nào là em không làm mí đâu được, đúng không? Em sợ lắm làm mí rồi bắt đầu dọa khách là làm mí đau lắm, rồi làm mí tai nạn nọ tai nạn kia, dọa để cho khách không làm á. Nhưng mà thực ra người ta sẽ đi sang quán khác người ta làm, bạn không làm thì người ta sẽ sang chỗ khác người ta làm nhá. Còn mình phải làm được và mình phải làm an toàn. Thì những cái lưu ý để mà có thể phun mí an toàn thì Nga cũng đã chia sẻ hết với các bạn rồi. Đấy, thì mọi người có thể xem kỹ lại và nếu mà cần hỗ trợ gì thêm, mọi người có thể inbox cho Nga sẽ hỗ trợ thêm cho những bạn nào còn yếu nhá.